Dani, en el beat de producer. Wow, 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 wow. Dù em vẫn cứ kêu thì anh vẫn cứ yêu. Wow, 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 wow. Hello, Joe, love you, baby. Em ơi em đi đâu? Anh xin đi theo sau. Em cứ bước một mình làm gì? Em ơi nhìn phía sau. Anh đang đi theo sau. Em không quan tâm sao? Vẫn cứ biết là khờ là dại không sao sẽ không buông đâu. Bởi là vì đắm say em, bởi là vì cho yêu em, vậy nên ngày đêm mong mơ gần em sẽ ước mơ. Đừng về mà cách xa anh, đừng về mà hãy bên anh. Dù cho là em là người tình anh cũng thế thôi anh trai mà. Mà thường bảo anh là thằng này nó có số đào hoa, nhưng thật đúng là như vậy đó. Hoa thơm nhòm ngó lên lúc nào cũng phải giữ thân mà. Em nào là hoa cháy dấu anh như 500 em ấy dính vào. Nhưng mà tại vì sao anh ấy chưa kịp hiểu gặp em lại cứ đợi anh ra. Anh mang điện tích dương, em mang điện tích âm. Theo vật lý học mà nói thì dương và âm nó phải hút nhau chứ. Em mang điện tích âm, anh mang điện tích dương. Cơ mà sao không hút lại đầy đầy đầy. Cơ mà sao thấy anh em chạy chạy chạy. Ước nhờ nhưng mà ước chế. Mang tiếng đào hoa lại bị đẩy ra. Lãng tử bay bồng và giờ đàn ca. Không lẽ gặp em phải chịu thua. Quyết tâm cắp sách cắt bước đi hỏi quân sư và quân sư phán là: em này không phải là một bông hoa thường mà lại là một bông hoa lạ. Mày có đẹp trai nhưng mà vì không dây thì phải dùng chiêu khác, phải tự làm cao tay. Tôi có đẹp trai nhưng mà vì không dây thì phải dùng chiêu nào xin quân sư nói ngay. Mặt mày phải dày, mặt mày phải dày, dày hơn cả cái thớ. Mặt tôi phải dày, mặt tôi phải dày, dày hơn cả cái thớ chắc tôi chứ. Em ơi em đi đâu, anh xin đi theo sau. Em cứ bước một mình làm gì, em ơi nhìn phía sau. Anh đang đi theo sau, em không quan tâm sao. Vẫn cứ biết là khờ là dại không sao, sẽ không buông đâu. Bởi là vì đắm say em, bởi là vì cho yêu em. Vậy nên ngày đêm mong mơ gần em sẽ ước mơ. Đừng về mà cách xa anh, đừng về mà hãy bên anh. Dù cho là em làm mơ tình anh cũng thế thôi anh trai mà. Quân sư nói với anh muốn tán được em là phải trai mà. Quân sư nói với anh muốn gần được em cũng phải trai mà. Ok chấp nhận nghe từ lời quân sư cắn răng ăn phận. Ai đang đùa tôi ư? Chắc trêu, chắc trêu, chắc trêu mà. Ta kìa, ngày thứ nhất anh nhắn 10 tin, ngày thứ hai nhắn 20 tin, ngày thứ ba anh gọi điện đến nhận được câu trả lời mày điên à? Sao em nói vậy? Em là người bình thường sao em nói vậy? Yêu em thương em mà bị gọi là điên, chắc là chạy thương điện hết chỗ trông. Anh mang điện tích dương, em mang điện tích âm. Theo vật lý học mà nói thì âm và dương nó phải hút 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 hút. Em mang điện tích âm, anh mang điện tích dương. Cơ mà sao không hút lại đầy đầy đầy. Cơ mà sao thấy anh em chạy một mạch đi luôn. Ước nhờ nhưng mà ước chế. Mang tiếng đào hoa lại bị đẩy ra. Lãng tử bay bổng và giờ đàn ca. Không lẽ gặp em phải chịu thua. Đẹp trai không bằng trai mạng, huống chi anh có cả hai. Vậy nên là em ơi vừa tới đi em ơi. Dù em có chạy đến đâu đi nữa thì anh vẫn quyết tâm bởi vì anh bị trai mạng. Em ơi em đi đâu, anh xin đi theo sau. Em cứ bước một mình làm gì, em ơi nhìn phía sau. Anh đang đi theo sau, em không quan tâm sao. Vẫn cứ biết là khờ là dại không sao sẽ không buông đâu. Bởi là vì đắm say em, bởi là vì cho yêu em. Vậy nên ngày đêm mong mơ gần em sẽ ước mơ. Đừng về mà cách xa anh, đừng về mà hãy bên anh. Dù cho là em đang mơ tình anh cũng thế thôi anh trai mà. Bởi là vì đắm say em, bởi là vì cho yêu em. Vậy nên ngày đêm mong mơ gần em sẽ ước mơ. Đừng về mà cách xa anh, đừng về mà hãy bên anh. Dù cho là em đang ngơ tình anh cũng thế thôi anh trai mà.